Ok và hello anh em nhé, chào mừng em quay trở lại với channel của mình nhé. Mình là Thầy Di đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Plan vs Zombie phiên bản Trung Quốc nha anh em ơi. Và nếu anh em nào thích cái video này, hãy để cho mình một like, một cái comment và một chia sẻ nha anh em. Nó là động lực rất là lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa trong tương lai nhé. Và chúng ta sẽ bắt đầu thôi nào, let's go. Rồi, vào game. Đang có phiên bản mới anh em ạ. Đấy, có cái gọi là cái Tiger Toon Officer. À cái gì? Tiger Toon là chính là một cái cây cây nấm kiểu được đầu con hổ anh em. Năm nay năm con hổ mà. Thì cái phiên bản đấy là phiên bản 2.8.0. Thì mình vẫn đang tìm cái phiên bản ở đấy anh em ạ. Phiên bản hiện tại của mình đang là 2.7.8 nên chưa có đấy. Nhưng mà mình thấy một số YouTuber đã có đấy rồi. Thì mình cho anh em xem cái video về gọi là hình ảnh về cái con đấy nha anh em. Đây đây, nhìn trông nó xịn sò lắm. Đây, cho anh em xem luôn. À, đang muốn tìm phiên bản 2.8.0 nhưng mà cũng không thấy. À đây, ok, đây con hổ đây anh em thấy không? Anh em thấy có con gì à? Con hổ ạ. Xem cái gameplay của nó nào. Đấy, con hổ ui nó gào cái xong rồi nó sẽ tạo ra một cái mấy đấm liên hoàn vào mặt anh em ạ. Xịn sò. À, phiên bản 2.8.0 sẽ có cái con hổ này luôn anh em. Rồi, hy vọng là tôi sẽ có thể lấy được con đấy nhá. À, trong danh sách thì mình chưa có đấy đâu. Mình đảm bảo chắc chắn 100% anh em là tôi chưa có đấy. Đây, mình ấn vào cái cây này mình sẽ biết được tất cả các loại cây plant mình đang sở hữu. Đấy, ấn vào đây. Mình chỉ đến cái cây cần câu, cái móc câu ấy là cái cây mới nhất của mình thôi. Chứ còn là chưa có cái gì. Cái này trông khá hay à. Rồi, hôm nay tôi sẽ chọn chiến thuật nào nhỉ? Ôi, còn nhiều cây lắm. Thật ra còn quá nhiều cây để mình đánh luôn ấy. Tôi sẽ vào map luôn đi, tại vì chọn trong này nó sẽ hơi bị lag. Vào map thì nó sẽ đỡ lag hơn à. Game cái phiên bản này nó nặng hơn phiên bản Plan vs Zombie của quốc tế nhiều. Không hiểu sao, chắc có lắm thứ quá. Cái đăng nhập. Rồi ok, chúng ta sẽ chơi một cái màn nào đấy nhỉ. Màn nào đây? Màn nào cũng được à. Rồi màn này đi anh em ơi. Ducks again. À, đây có cái cây đậu ở thiên sứ này. Đánh nhau với con rồng này. Cùng đánh một map nha anh em. Đây, đấu ở cái map cửa số 13 đi. Ok, và chúng ta cùng vào nào. Cửa số 13 đã sẵn sàng. Cái màn này như không được chọn cây hay sao nhỉ? Ui, có phù thủy anh em ạ. Có phù thủy quyền năng, phù thủy tối thượng ở bên kia. Đúng thật, map này không được chọn cây luôn ạ. Ui, vãi nồi. Thôi rồi, tôi sẽ đánh tạo. Ui, đậu thiên sứ anh em ạ. À. Ui, nó làm gì đây? What the hội. Con này sẽ được để ở phía trên anh em nhá. Đấy, nó sẽ đốt lửa anh em, con này nó khả năng đốt lửa ha, từ từ. Đốt lửa theo đúng cái hàng luôn à. Vậy đã. Khá gớm à, nhờ, úi ổ. Đấy, đốt luôn anh em ạ, chúng ta được sử dụng mà. Chúng ta được sử dụng cái sức mạnh đấy mà anh em, đúng không? Chuẩn luôn bài. Úi dồi ôi, bọc giáp luôn anh em ạ. Ô, vãi đạn, ôi con này bọc giáp xịn đấy. Con này xịn đấy anh em. Con là củ lạc giòn tan anh em ạ. Củ lạc giòn tan nó có cái trang phục mới trông xịn sò thật sự luôn anh em ạ. Ok. Thiên sứ nào. Ơ nhầm. Thiên sứ này. Tác dụng gì đấy? Tác dụng làm gì vậy? Có hiểu thật sự luôn. Không hiểu để cái tác dụng của cái đấy làm gì luôn anh em. Oh my god. Rồi. Đây. Chắc mình sẽ đặt ở. Oh trời, lửa trên trời xuống anh em ạ. Rồi. Ô con này nó không mặc giáp à thế đấy. Thích mặc giáp à đúng không? Đây, mặc giáp vào. Có một cái cây gọi là thiên sứ này thì mình không biết tác dụng của nó làm cái gì luôn anh em ạ. Đấy. Quá mạnh, con này nó sẽ bắn thiên thạch anh em ạ. Bắn thạch trên trời rơi xuống luôn ạ. Ảo ma thật sự luôn. Tỉnh dậy. Cái này làm gì nhỉ? Cái này thật ra không biết để làm gì, cây đấy chưa biết tác dụng. Nó gây ngủ à? Ngủ làm gì? Ô, cái này nó sẽ phản được cái đậu lại anh em ạ. Ảo ma thật sự luôn. Ok.
ok, toang rồi. Tôi cần một cái chết rồi, đây không có cái ấy nào nhỉ? Đây. Đốt lửa, bây giờ đốt lửa được anh ạ. Bây giờ đốt lửa thì ok ha. Rồi, xong phim. Như vậy là chúng ta đốt lửa xong, đốt lửa chạy xong. Nhìn chung là cũng khá là hay, không có gì là quá là ấy cả. Bây giờ tôi sẽ chọn một cái cây khác nhé. Rồi, màn này hơi bựa. À đây, cho sẽ gặp một con zombie. Có zombie loại xịn sò bên này. Mình nghĩ thấy cũng... con này còn bắn tên anh em ạ. Ui giời. Mũi tên bắn cung ạ. Màn này có được sử dụng không? Màn này không được dùng cây á. Hình như là không được dùng cây anh em ạ. Chính xác là màn này không được dùng cây á. Đấy. À đây mình bắn được mà, mình vẫn bắn được mà. Ui hồi vãi nồi luôn. Hết rồi anh em ơi. Khó nhỉ. Khó nhằn anh em ạ. Khó nhằn. Lấy máu đâu ạ? Lấy máu đâu ra đây? Hô vãi đạn. Đúng ấy. Hồi máu. Ôi giời. Vãi đạn anh em ạ. Tôi ngồi tôi bắn tên ạ. Được chưa bạn ơi. Hạ con này trước anh em ơi. Chết rồi. Quả này hơi toang anh em ạ. Còn không giết được con này thì đúng là mình thua. Cái này là gì? Ôi đây rồi, ok. Phải giết con này anh em ạ. Giết được con này rồi, bãi trưởng chưa? Hay. Có cái màn này hay thật sự anh em ạ. Màn này nó bắn tên nó kiểu là điều ấy. Được. Dị bình thường là có cái màn này anh em đúng không? Không được có cái màn này luôn. Đảm bảo anh em 100% là không được có cái màn này luôn. Khó phết anh em ạ. Cứ bắn thôi anh em ơi, cứ bắn thôi. Nó bị choáng anh em ơi, nó đã bị choáng rất nhiều luôn. Mua luôn. Và là chết headshot. Rồi và chúng ta sẽ kêu nhé, xin chào lại anh em nha, bye bye.